Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng vào sáng nay có khả năng là tên lửa xuyên lục địa, đồng thời phê phán hành vi của Triều Tiên là vi phạm luật pháp quốc tế, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải triệt để thông tin chính xác và kịp thời đến nhân dân, đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền, chuẩn bị ứng phó trong tình huống bất chắc. Thủ tướng Kishida Fumio ngay lập tức đã chủ trì cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm chuẩn bị biện pháp khẩn cấp trong tình huống đặc biệt. Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết tên lửa này đã bay qua vùng biển Nhật Bản và có khả năng là tên lửa đạn đạo với cự ly khoảng 750 km và độ cao khoảng 2.000 km. Nhật Bản đang tập trung thu thập thông tin, phân tích mục đích của Triều Tiên khi liên tục trong cả ngày hôm qua và ngày hôm nay uh, Triều Tiên phóng tên lửa. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc khẳng định tất cả các động thái khiêu khích của Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên triều 19 tháng 9, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giới phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì tư thế sẵn sàng đối phó trên mọi phương diện. Hôm qua, Hàn Quốc đã lập tức phóng 3 tên lửa kích hoạt tình huống chiến đấu sẵn sàng đối phó với Triều Tiên. Trước đó, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, sáng nay vào lúc 7 giờ 44 phút, Triều Tiên đã phóng một tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đàn đạo tầm xa từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông. Tên lửa này được xác định đã tách đầu đạn khỏi hệ thống đẩy, nên được cho là không bay qua không vận quần đảo Nhật Bản. Sau đó, khoảng khoảng 8 giờ 40 phút, Triều Tiên liên tục phóng thêm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Kê Trưng thuộc tỉnh Nam Pyonggang về vùng biển phía đông. Hiện quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích tầm bắn, tốc độ và độ cao của các tên lửa. Hôm qua, Triều Tiên cũng đã có 4 lần thực hiện phóng tên lửa trong vòng 10 tiếng với hơn 20 tên lửa, trong đó có một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã rơi xuống vùng biển quốc tế, đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển quốc tế. Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, Bình Nhưỡng cũng đã phóng hơn 100 loạt pháo về vùng đệm phía bắc Hàn Quốc, đường ranh giới quân sự liên triều trên biển.